Xin chào anh chị em và các bạn, tôi Tôn Ngọc đây. Hiện tại Tôn Ngọc đang đứng trên trục đường Phước Thiện. Và hôm nay thì Tôn Ngọc sẽ làm một cái video chia sẻ về những cái thay đổi quan trọng trong cái hạ tầng giao thông kết nối vào Vinhome Grand Park theo như cái quy hoạch của thành phố Thủ Đức mới nhất. Và đối với cái video này thì Tôn Ngọc sẽ làm bốn cái nội dung này nó liên quan đến những cái trục đường như thế nào. Thứ nhất là trục đường Phước Thiện, thứ hai đó là trục đường Vành đai 3, và thứ ba đó là trục đường ven sông, và thứ tư đó là cái trục đường kết nối từ công nghệ cao vào Vinhome Grand Park. Và nếu như anh chị và các bạn đang xem video đây thấy cái nội dung Tôn Ngọc chia sẻ là hay hoặc là hữu ích hoặc có thể giúp đỡ cho được một ai đó, thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ đường link này đến người bạn đó. Còn nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tôn Ngọc thì hãy ấn vào nút subscribe, ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ Tôn Ngọc và đội ngũ team Colen, góc nhìn đầu tư bất động sản. Ok, thì Tôn Ngọc sẽ cập nhật một chút về cái trục đường Phước Thiện này. Trục đường Phước Thiện này, như những video trước Tôn Ngọc chia sẻ, thì đối với trục đường Phước Thiện thì nó có cái tính chất nó tương tự như đường Nguyễn Xí Long Phước. Có nghĩa là sao? Vỉa hè thì mỗi bên là 6m, hai bên là 12m, và lòng đường nó sẽ là 18m, và tổng cái độ rộng của cái trục đường Phước Thiện này lên đến 30m. Với một cái ngân sách được đầu tư lên đến 1.800 tỷ thì cái trục đường Phước Thiện này nó sẽ nối dài từ đường Nguyễn Xín ra đến gọi là đường ven sông, và cái đường ven sông này nó cũng đang ở trên quy hoạch thôi, nó chưa có hiện hữu. Thì đối với lại cái trục đường Phước Thiện này thì những cái bất động sản nào được hưởng lợi thì thứ nhất đó là những cái bất động sản thuộc cái khu tái định cư Phước Thiện này. Thì đối với lại những cái bất động sản thuộc khu tái định cư Phước Thiện này, hiện tại cái vùng giá của những cái mét vuông đất tại đây thì nó mới trung bình từ 45 đến 50 triệu, hoặc là những cái trục đường như thế này thì nó chỉ trên dưới 100 triệu một mét vuông, thì đó là những cái bất động sản nó được hưởng lợi theo cái con đường Phước Thiện này. Và thứ hai chúng ta phải nhắc đến đó là một cái công trình, nó là một cái cú hích của bất động sản tại Vinhome Grand Park, và chúng ta phải nhắc đến cái trục đường Vành đai 3. Và trục đường Vành đai 3 thì nó sẽ có hai câu chuyện. Câu chuyện số 1 đó là Vành đai 3 trên cao và cái đường song hành phía dưới. Thì đối với Vành đai 3 ở trên cao thì chúng ta sẽ xác định được đâu là điểm xuống, thì ở trong video này thì Tôn Ngọc sẽ chia sẻ. Và thứ hai là tại những cái đường song hành phía dưới thì tại đâu nó là điểm quay đầu, thì mời anh chị và các bạn sẽ vào để xem cái quy hoạch của thành phố Thủ Đức. Toàn bộ đây nó là quy hoạch của thành phố Thủ Đức, và chúng ta sẽ đi đến cái dự án Vinhome Grand Park. Do đây là quy hoạch 1/2000 nên nó cũng sẽ không có quy hoạch chi tiết từng phân khu, và chúng ta sẽ hình dung cái vị trí này thì chính là vị trí của phân khu The Origami. Và tại cái vị trí này thì Tôn Ngọc đang đứng là tại cái vị trí này đây. Và đối với lại cái dự án Vinhome Grand Park thì Tôn Ngọc sẽ làm một đường tròn để cho anh chị em và các bạn sẽ hình dung. Thì đây là Vinhome Grand Park, đây là khu công nghệ cao hiện hữu, đây là Vành đai 3. Và Vành đai 3 thì nó sẽ có hai nhánh, một nhánh nó sẽ nối vào vòng xoay Thủ Đức và một nhánh nó sẽ nối vào Tân Vạn đấy. Và chúng ta sẽ quan sát xem đường Vành đai 3 thì nó sẽ có hai câu chuyện. Câu chuyện số 1 đó là ở trên cao thì nó sẽ có những cái điểm nào để cho chúng ta quay đầu, và ở dưới thì nó sẽ có những cái điểm nào cho cái đường song hành song song với nhau quay đầu. Thì đối với lại ở trên cao thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ có hai cái nút giao. Nút giao số 1 đó là tại cái vị trí đây. Vị trí này thì nó sát, nó là Nguyễn Duy Trinh giao với lại Vành đai 3, và tại đây thì chính là dự án Đông Tăng Long. Và đối với cái nút giao này thì gần như chúng ta thấy rằng cái nút giao này thì nó cũng là một trong những cái tuyến kết nối liên vùng 4. Và nếu mà đi sang cái hướng Nhân Trạch thì tại đây thì dự kiến qua đảo Long Phước sẽ có một cái cây cầu Đồng Nai 2 và qua cái khu vực Tam An để đến sân bay Long Thành. Và thứ hai là chúng ta sẽ di chuyển lại cái vị trí tại Vin. Và tại Vin thì chúng ta thấy rằng ở trên cái trục đường Phước Thiện này nó sẽ có một cái vòng xoay, và cái vòng xoay này nó sẽ giúp cho những cái đường song hành là Vành đai 3 ở dưới thấp nó sẽ quay đầu tại đây. Vâng, và đây là rất là tuyệt vời. Và cái khu này thì chính là khu tái định cư Phước Thiện. Thì đối với khu tái định cư Phước Thiện thì Tôn Ngọc sẽ chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì đã bàn giao gần như đã hết cửa quỹ đất rồi. Giai đoạn 3 thì nó nằm ở phía bên tay phải của Vành đai 3 đây. Thì hiện tại nó đang là một cái quỹ đất trống và sẽ được triển khai trong thời gian tới.
và xa hơn một chút thì tại cái vị trí cảng cạn Long Bình, thì tại đây thì cũng sẽ có một cái điểm xuống tại vị trí này. Thì đấy là cái quy hoạch của cái đường vành đai 3. Và đường vành đai 3 thì đối với lại đường vành đai 3 trên cao cũng như đường song hành phía dưới, thì tại đây thì có vô số những cái cơ hội đầu tư, những cái cơ hội đầu tư như mình mua những cái đất mà hiện tại nó đang là quy hoạch là cây lâu năm để mình chuyển lên thổ cư, để mình sẽ có được những cái phần gia tăng lợi nhuận, hoặc là mình mua những cái quỹ đất lớn bám theo vành đai 3, bám theo mặt tiền song hành, để chúng ta làm những cái câu chuyện sẽ biến đổi những cái đất này theo những cái mục đích của chúng ta. Thì đấy là những cái câu chuyện đầu tư vào cái đường vành đai 3. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ chia sẻ một chút về cái câu chuyện đó là đường ven sông. Thì đối với lại Sài Gòn thật sự là rất là khó để có những câu chuyện đường ven sông. Và tại đây thì chúng ta sẽ có một cái đường ven sông Sài Gòn, và nó sẽ cũng sẽ nối vào cái điểm giao của vành đai 3 với lại đường Nguyễn Xín tại cảng cạn Long Bình. Thì đối với tại cái vị trí của Vinhome Quận Bắc thì chúng ta thấy rằng tại cái vị trí này, vị trí đây thì chính là cái phân khu đường ra của cái phân khu The Beverly. Và tại đây thì cái đường Long Phước nối dài qua cầu Long Đại sẽ đi thẳng ra mép bờ sông để tạo ra một cái con đường ven sông, và nó sẽ kết nối vào cái nút giao vành đai 3 với lại đường Nguyễn Xín. Và tại đây thì chúng ta thấy rằng nó là một cái bức tranh tuyệt đẹp, và đối với lại những cái bất động sản ở cái vùng này thì nó là những cái bất động sản vô cùng đáng đầu tư ở trong cái chu kỳ tới. Và một cái cập nhật cuối cùng, nó là cái cập nhật về cái con đường nó sẽ kết nối giữa khu công nghệ cao hiện hữu với lại Vinhome Mùa Đen Bắc. Và chúng ta sẽ thấy rằng đây sẽ vẫn là Vinhome Mùa Đen Bắc, và tại phân khu đây thì chính là phân khu đường Rainbow, và tại đây thì chính là đường Nguyễn Xín Long Phước. Và đối với lại cái kết nối giữa Vinhome Golden Bắc với lại khu công nghệ cao hiện hữu thì đây là tuyến đường D1. Tuyến đường D1 này thì Tôn Ngọc cũng có làm cũng khá là nhiều cái video tại đây rồi. Và đối với tuyến đường D1 nó sẽ có hai nhánh. Một nhánh là nó sẽ kết nối vào Vinhome Golden Bắc qua cái hướng ở đây, thì nó sẽ đâu đó khoảng cách chỉ rơi vào dưới một cây số thôi, thì nó sẽ là một cái con đường từ D1 nó đi thẳng vào Nguyễn Xín Long Phước. Và thứ hai là một cái trục đường tại trục đường 22, nó là một cái con đường kết nối giữa khu công nghệ cao hiện hữu và Viện Nghiên cứu Khoa học Công nghệ cao 2 tại đảo Long Phước. Và tại đây thì hoàn toàn nó là một cái quy hoạch thôi, nó chưa hiện hữu, mới có một cái khu công nghệ cao này là hiện hữu. Và đây nó là những cái tuyến đường vô cùng quan trọng. Và đương nhiên thì đối với lại những cái quy hoạch, những cái tuyến đường như thế này thì nó giúp cho Vinhome của miền Bắc nó sẽ giải quyết được cái bài toán về hạ tầng giao thông. Còn đối với lại những nhà đầu tư của chúng ta thì như thế nào? Thì đời thay đổi khi đường thay đổi, có nghĩa là sao? Chúng ta sẽ đầu tư bám theo cái câu chuyện hạ tầng, bám theo những cái con đường mới mở, và ở cái vị trí nào, ở cái mức giá nào, ở cái điểm vô hàng như thế nào thì tất cả chúng ta cũng cần phải nghiên cứu đầu tư, cân nhắc để đưa ra những cái bài toán đầu tư. Và tôi Ngọc tin rằng đối với những cái vùng đất mà vành đai 3 đi qua tại thành phố Thủ Đức này thì cái cơ hội, cái tầm nhìn từ 2024 đến 2027, những cái bất động sản ở đây nếu anh chị đầu tư tốt thì hoàn toàn có thể x2, x3, thậm chí là x5 lần tài sản. Và tôi học chúc cho quý anh chị và các bạn đang xem video đây có được những cái kết quả đầu tư thành công trong giai đoạn từ 2024 đến 2027. Nếu như anh chị và các bạn đang xem video đây thấy những cái nội dung tôi học chia sẻ là hay hoặc là hữu ích, hoặc có thể giúp đỡ cho đồng ai đó, thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ đường link này đến người bạn đó. Còn nếu như anh chị và các bạn quan tâm đến những cái cơ hội bất động sản tại đây mà không có thời gian đi thực địa, đi nghiên cứu, đi tìm hiểu thì cần tư vấn, cố vấn, hỗ trợ thì hãy liên hệ cho Tôn Ngọc bằng cái số điện thoại phía dưới. Tôn Ngọc sẽ hỗ trợ anh chị và các bạn những cái mặt thông tin và giúp cho anh chị và các bạn có những cái tầm nhìn cũng như cái góc nhìn để cho những cái kết quả đầu tư trong thời gian tới của anh chị và các bạn trở nên tốt hơn. Tôn Ngọc xin chào và hẹn gặp lại ở những video của tôi. Xin chào.